Anh bán bún cá tại số 3 đường Trực Cát 75 rồi. Nước dùng quán anh được kết hợp hai loại xương, rất nhiều loại gia vị kết hợp vào tạo nên nước dùng rất là riêng biệt. Quán anh topping tầm khoảng 13-14 món. Và đặc biệt ở đây có món chả cá ba bằng tay. Riêng ở Hải Phòng mỗi quán anh có loại chả cá này.